Vâng, alo, xin mến chào toàn thể các bác nhá. Và tiếp tục trong video clip hôm nay thì trong vòng hôm qua hôm kia là Hiếu Minh lại thâu được một loạt các con đẩy này, loa, súp với cả micro để phục vụ anh em. Thì báo cáo với thì trong vòng tối ngày hôm nay là Hiếu Minh sẽ lên một lô loa phục vụ các bác nhá. Tối em sẽ là live stream trực tiếp trong buổi tối hôm nay. Lô loa của anh Quốc, loa Phen Bát 30, cực kỳ chất, tổng lô em về được 40 đôi các bạn. Đấy. Và chính vì tối nay lên loa vậy thì em sẽ quay luôn cái hàng ít hàng thì em quay luôn để dọn kho. Thì báo cáo với thì trong clip này thì em tiện đây em giới thiệu luôn là em mình có một đôi loa súp nhá bác nhá. Đôi loa súp này nó súp mới bác nhá, lưu ý này, nó là súp mới ạ. Súp mới là hàng demo tại cửa hàng em. Đợt trước em có mua array về để nắp ấy thì có một đôi này, đôi demo ở cửa hàng. Đấy. Nó đôi mới luôn, anh em mua thì em tặng cho anh em một cái áo này, cái bộ áo này nhá, mua bộ áo này không đã là 800 hay 1 triệu rồi. Đấy, anh em mua đôi súp này em bán cho gọi bán xả, cắt lỗ cộng với là tặng anh em một bộ áo giả áo ngoài này. Thì đôi súp này thì cho những bác nào đi sự kiện nhá, để súp đi sự kiện bác biết rồi. Rồi chú luôn lấy cho cái thước đây nhá, lấy cho cái thước đây. Tiến đây. Thôi Thành được. Đưa anh tí này, chú luôn cầm thước đây cháu ấy. Thì hôm nay em sẽ quay vào đầu tiên có 3 con đẩy này, trong đó có một con đẩy đầu tiên là con đẩy DK đan kinh LA600 nhá. Con đẩy này thì có biết rồi, có đẩy con đẩy cực kỳ chất và tiếng rất hay. Đây em mở ra cho anh xem này, hàng bao zin bao xịn nhá, bao zin đừng con ốc luôn. Con này hình như anh em bán bãi mà những cái con đẩy mà này, cái tụ nó chưa phồng tí nào đấy bác nhỉ, phẳng tắp đây chưa phồng tí nào nhá. Em chơi những con này hiện tại anh em đang bán thị trường ngoài 5 triệu, 1,5-2 triệu đấy. Thì em thâu được con này giá cho anh em là giá là 3,3 triệu đó nhá. Nhưng mà về anh em vệ sinh cái chiếc áp cho em, để em trả thời gian em làm. Cái chiếc áp bên này này, nó ở bên chiếc kinh B này, nó chỉ hơi sột soàn tí thôi. Cái này thì nghe vệ rút cái này ra, tháo không chịu khói về tháo cái vỉ ra, đánh sạch cho em đi là hết. Đánh sạch không mà trời nắng ấy, vì đêm quay đây quay buổi chiều mất rồi, mát rồi. Nhưng mà trời nắng bác tháo ra cho em nhá, xong rồi bác đánh sạch đi, đánh sạch bằng nước rửa bát ấy. Cái mảnh mạch này này. Đấy, xong rồi phơi nắng khô là ok, là hết sọt sệt ngay. Vì cái này nó bẩn bên trong thôi mà. Giá 3,3 triệu nhá, hơ sột soạt chiếc áp bên kinh B. Nói rõ luôn, hàng em bao zin bao xịn từ con ốc luôn. Từng cái chân hàn luôn đó nhá. Để DK đăng kinh. Đấy, cái này lạch LA tiếng rất hay luôn. Đấy, cái kinh LA600 bác nhá. LA600 nguồn nó rất lớn luôn. Nguồn đồng rất lớn. Mạch tôi nhìn rất chất, chạy tổng cộng là 3, 6, 7, 40, 28 so cả bù áp các bạn. Có nhìn cái dãy bù áp của nó này. Trong dòng này thì vào giá mức giá thôi. Hàng bao zin bao giá em bán cho thợ luôn vì anh em nhập. Đi nhập cũng có giá này đâu nhá. Nói thẳng luôn em thâu này của khách hàng thôi thì giá êm thôi. Hơi sửa chữa áp một chút. Về vệ sinh là hết, cái này không phải sửa chữa gì cả. Tiếp theo đây là một chiếc đẩy nữa. Đấy, em hay thâu lại con đẩy cũ nhưng toàn bị lỗi thôi. Lỗi đây, con này bị lỗi này. Con này thì em bán là 1,250 triệu nhá. 1,250 triệu thì nó bị lỗi này quá này. Lỗi em ghi rõ lỗi này. Dây chết kinh B. Nên kinh B đang bị chết, bị lỗi. Chết kinh B. Có nhá, chết kinh B ạ. Sột soạt kinh A. Nhà kinh A thì hơi sột soạt và kinh B bị chết. Về anh em sửa nhá. Vì giá này em bán là thứ nhất là em đem thâu thẳng của khách là nó bị lỗi, về anh em tự sửa cho em đấy, sửa lỗi con này là thợ lấy thôi, các khách hàng đừng lấy để bán cho thợ luôn, và giá bằng giá trị nguồn đồng thôi, 1,250 triệu này. bán ra nguồn đồng luôn. Nguồn của nó là chú lấy thước cho cháu sao đo cái thước đây để đấy tiền bắt không có thước dây à, đi đo đất này. Đo thước này. Đấy thước kia đấy, cái thước to đùng này. Bao nhiêu phân? Nguồn này đường nguồn từ nó tận 21 luôn nhá. Nguồn rất lớn luôn, nguồn 21 phân, nguồn rất to luôn. 1,250 triệu nhá. Con này là con Rec Acoustic LA650 với công suất cho 650W một cây. Các nhá. Vì vừa bán kinh nguồn này thì 650W đến 700W là bình thường thì nguồn nữa rất là lớn luôn, nguồn đồng 3,5,6,7 cũng 28 so. 1,250 triệu nhá. Đấy bị lỗi là lỗi kênh chết kênh B ạ. Kênh B đang bị chết và kênh A hơi sụt sạt.
Và tiếp theo đây, con đẩy này thì cũng bị lỗi nhẹ nhé. Con này thì các bác khách hàng mua về cũng xử lý được. Mà sẽ bỏ thêm 1-200 về xử lý, tự xử lý. Đây con đẩy 4 kênh các bạn. Dumut 4150. Dumut 4150. Trong trạng em Vinh bao zin bao xịn, tuy nó lỗi nhẹ nhưng bao zin bao xịn về, ý là chưa sửa chữa gì, anh em có bụng nó bị lỗi nhẹ tí thì về anh em cũng xử vọc vạch xử lý được. Đâu để anh ấy. Chứ luôn đây, bỏ đây, chờ đầu ấy. Lỗi đèn clip kênh 3. Nghĩa là cái kênh 3 này, vì hôm qua em test này, nghĩa là nó khi cắm điện vào thôi là đã bị hơi báo clip, nghe nó bị lỗi nhẹ một tí. Thì khi mình đánh kênh này lên thì tiếng so với các kênh khác thì nó nhỏ hơn một tí đi, nhỏ hơn một chút. Nó nhỏ hơn một chút so với các kênh này thì nó hơi bị một clip, nghe là nó có thể bị lỗi gì đó, anh em nói chung là thợ thuyền về tự xử lý. Lỗi nhẹ, nói chung là lỗi này lỗi nhẹ. Giá 2.8, để 4 kênh 2.8. Chỉ các bác mua những con này hàng cùng hàng bãi như này, zin này thì giá nó khoảng 5.5-6 triệu rồi. Chứ không giá này để đu mút nhất thiệu của Nhật, nhưng lên cho anh con này xe 3U. Cái mặt đằng trước này về các bác nhá, để em bóc này cho anh xem này. Mặt rất là đẹp luôn. Bác chủ bác cần dán băng dính này. Dán băng dính này. Bóc này ra sợ có những chỗ điểm dính sơn vào các bác. Dumut 4150 2.8 bác nhá. Để bị lỗi nhẹ điểm đấy thôi. Hoặc là bác cứ thế về chơi. Nói chung về các bạn là các con này về bác cứ thế chơi cũng được. Ok, nó bị lỗi nhẹ nào. Nhưng kênh này nó chỉ hơi nhỏ một tí thôi. Hơi nhỏ hơn so với các bế khác một tí thôi, nó hơi bị báo clip một tí. Còn cái anh em thích sửa. Còn hàng bơ em chỉ bao zin bao xịn thôi. Hàng bao zin bao xịn thôi. Thì còn chân nó ốc luôn. Ok chưa? Tiếp theo đây là em Vinh xin phép thanh lý cho anh em quả súp ạ. Quả súp này quả súp bãi nhá. Quả súp bãi. Bát 50. Bát 50 ạ. Từ 220 còn 100. Đúng rồi. À Tiến ơi. Đây. Này em bán 2 triệu nhá. 2 triệu quả súp này, súp 50, súp hầm. Nó dùng cái logo. Logo. Cái hậu đó đâu nhỉ? Hậu đằng nào? Đây hậu sau ơi. Để đánh quả súp 50 này các bác chơi đẩy phải tầm 800-1000W bác nhá. Thì như cái con này nó bị nghĩa là ở đây như em nhìn ý, như em đánh giá ấy. Các bác ạ, như Hiếu Minh em đánh giá ấy, là quả này là mình cảm tưởng như là người ta đã làm côn rồi, cảm tưởng đấy có thể là chưa, hoặc có thể đã làm rồi. Vì em thâu khách hàng thì em thâu rẻ, vì em trong lòng em nghi ngờ này. Bản thân này đối với em là thợ nhưng em nghi ngờ thì em báo luôn các bác. Thì người ta ở dưới này thì zin hết này, nhện nhiếc là zin hết này, tất cả đây zin hết này, nhiều bụi bác. Nhưng cái điểm côn này em cảm tưởng như nó gò cái nó này, những kiểu người ta gọt cái ốp phơi lên rồi, nghe là kệ ốp phơi lên rồi ấy. Thì con này có thể là 50-50 là có thể zin và có thể là không, nhưng cái điều quan trọng giá này cũng rất là rẻ rồi. Quả súp bãi bát 50 giá 2 triệu bạc. Và quả súp to ưu tiên những bác nào gần nhá, vì cái giá này chỉ có như giá của bán cái thơ thùng này thôi, chứ cũng chả cái ô bát nữa. Đây là chưa kể quả súp đang chạy bình thường ngon nghe đấy. Nghe là có thể 50 gì là đã sửa côn và chưa thì côn, nghe là có thể 50 nhá, cũng không dám chắc con này lắm. Nghe em nhìn ở dưới này là người ta không cậy đây lên là ok là zin rồi đấy. Nhưng bên ở ngoài này em cảm tưởng như cái nó này là người ta cậy ốp phơi lên, có thể người ta thấy côn này nó phụt vào, là tuột mất ốp phơi đấy. Nghĩa là có thể thay và có thể không, nói rất rõ nhá. Vì là cái ốp phơi này là có những trường hợp quả súp ấy người ta dùng là có thể bị thổi ốp phơi ra xong người ta dán lại thôi, cũng có thể thế đấy. Đây cái trường hợp này cái điều quan trọng là em bán vào giá rẻ 2 triệu đồng đấy, từ 220 còn 100 đó nhá. Có thùng bãi, thùng ván ép chống nước luôn, ok chưa ạ? Và tiếp theo đây là một đôi loa TD Taichi, để đôi loa còn zin xịn đẹp luôn. Con này thì lần đầu tiên em nhìn một quả bát 25. Mở cái tép nó to gần bằng cái bát các bạn. Đấy anh cái thước đo cái tép này cho bác nhìn, nó tưởng tượng dễ. Các bác nhìn cái củ tép to kinh khủng. Quả bát 25 nhưng lặng lắm bác nhá. Quả rất lặng luôn. Cầm lặng lắm. Đo anh cái thước xem. Bao nhiêu? 18. Nhầm cái gì ấy nhỉ? Đúng không? Đâu kéo vào đâu.
mấy? 17. Thứ 17 à? 16, 16, 17. 17. Đấy quả bác nhìn quả chép của nó này. Quả chép từ 17. Kinh khủng không? Như thế này nó to hơn cả cái quả chép bát 30 thông thường. Chứ còn TD này. TD Tai Chi. Tiếng con này thì rất hay hay rồi. 4 triệu 200 ngàn đồng không nhá. 4 triệu 2 à. Con này thì zin xịn đẹp luôn các bạn. Có cả công tắc đảo pha bác nhá. Đảo đồ nhạy kìa. Model là Mark 10. Công suất là 300W. Power 600W. Đấy, phát 25 công suất rất lớn vì nó tép lớn này, một quả tép này đây là 50W này. Quả bát này 250W này. Đấy, tổng là 300W. Quả bát thì rất gấu, nó sử dụng G gông là 2468 gông. Nhưng nhớ anh cái bát đấy, tí đây. Đây là cái gân, người ta dán gân lên thôi. Cái con này thì em kiểm tra là zin xịn cho anh em rồi. Nhìn từ cái lớp keo thôi. Nhưng có một chiếc này là người ta cái gân ấy có thể nó bị rách gân, nhưng người ta dán thay gân, là hiểu là một chiếc là thay gân. Nhưng cái gân nó không liên quan gì zin hay không zin cả, nhưng quan trọng loa này em kiểm tra là zin hết. Chỉ có gân người ta dán đè lên thôi. Đấy, thế thôi. Vì nó zin mà. Ok. Phân tần đây, mọi người nhìn quả phân tần này. Phân tần sử dụng toàn tụ của Mỹ thôi. Split nhỉ. Phân tần rất gấu và ngầu luôn. Ok nhá. Và tiếp theo đây nữa là một chiếc mic. Mic này bác chủ bác giữ như mới luôn. Mic DB DB 500 Pro. Con này thì trước mua mới thì bác biết rồi, giá là 3,6 triệu, 3,8 triệu. Thì bác chủ bác giữ bộ này như mới. Anh em mua bộ này em vẫn bảo hành 1 năm như bình thường nhá. Giá 2 triệu đồng các bạn. Vẫn còn hộp này các bác này. Vẫn còn hộp, bác chủ bác đổi sang bộ mic Beyer 970 bên em. Nghe cái dòng đấy đời cao hơn. Beyer 970 của em bán là 2 triệu đồng các nhá. Có mua những con hàng lướt mà đẹp đẹp này, bác chủ bác dùng con này là thuận, rất là cẩn thận luôn. Rất đẹp, đẹp như mới luôn. Nói chung là em mới lau sạch xe đi bán mới được, nhưng cái mã này nó hết rồi. Thì thôi, nó được một chiếc mình thâu lại của khách thì mình bán thôi anh em. Giá 2 triệu đồng, bảo hành 1 năm. Đây. Đây còn cả hộp nhá. Hộp này là khách hàng vừa rạch ra sáng nay em rạch ra. Nhưng điểm của bác khách hàng hay các bác hay gửi cho em là cứ thế các bác chả bao bọc vi là màn chip như Hiếu Minh cả, toàn là cứ thế dán đè lên cái hộp luôn thì xấu mất cái hộp. Và đây thì quay lại quả một cặp súp này cho anh em đi sự kiện nhá. Cặp súp này các bác không chờ gia đình đâu ạ. Đây là súp sự kiện. Rồi cái dây thước đâu? Đo anh kích thước cái nào. Bề ngang đi. Bao nhiêu? Kìa. Yeah. Quay đây, đây đọc làm sao được đây này. Ngang bao nhiêu? 67. 67. 67 là gần 70 rồi. Bề ngang gần 70, bề sâu. Nào, sâu bao nhiêu? 82. Sâu 82 các bác nhá, sâu 82 ạ. Bề cao, nhanh nghe. Cao 90 à? Không, cao ở trời kia thôi, tính gì cái chân làm gì. 9 mấy? 94 nhá, cao 94 này, không tính chân đâu nhá. Nghĩa là anh em mua đôi cái súp này là thứ nhất là đôi súp này em là đôi là súp mới ạ. Súp mới bác nhá. Quả súp mới ạ. Nhập Trung Quốc về, súp mới ạ. Con này coi 115 các bác nhá. Coi 115 bát neo. Em nói rõ luôn, coi 115 bát neo. Anh em đi sự kiện bác nhìn cái bác biết rồi. Là em là đây nó đã thiết kế là bánh sẵn cho anh em nhá. Đã đấy bánh sẵn cho anh em rồi này. Và cái hai tặng cho anh em bộ áo này. Đôi này em bán là 10 triệu đồng nhá. Ưu tiên những bác ở gần. Cái này em ngại đóng lắm vì giá này nếu mà trường hợp nếu mà chuyển đi tỉnh là em mới đóng là các bác phải giải em thêm tiền shop vì giá này em bán cắt lỗ rồi. Để tặng anh em bộ áo, vì bộ áo này 1 triệu rồi. Nghĩa là một quả 5 triệu một quả, em bán theo đôi nhá, không bán lẻ đâu. Anh em đi sự kiện đấy tôi này thì cực kỳ chất. Đấy anh em bình thường mua đôi, một đôi đôi súp này bình thường trên thị trường anh em bán cứ lanh quanh. Đấy kể những cái quả súp giáp về anh em bán lanh quanh mức giá nó cũng lanh quanh 14, 15, 15, 16 triệu rồi. Thì em bán đây những con hàng gọi là nhà em nhập về. Đấy. Hàng để mua bán cho anh em tại cửa hàng. Có nhá. 10 triệu đồng một cặp này súp sự kiện. Co 115 có nhá. Co 115 bát neo. Rất nặng luôn, có bánh xe sẵn rồi, anh em về chuyển mua thêm tầm đôi hai đôi ray nữa. Hai đôi ray nữa là thành bộ sự kiện nhỏ nhỏ.
Hoặc anh em những dòng này đi sự kiện lớn được thì một sự kiện lớn thì bác gửi chơi được thêm một đôi nữa, đôi như em đang một quảng bá anh em một đôi nữa thì hợp lý. Và để đánh được quả súp này các bác chơi cho em con đẩy nhá. Đây này. Chơi con đẩy cho em nhá, là con đẩy ít nhất một quả súp này ạ, cho đẩy ít nhất 1200 trong mắt trở lên. Ít nhất ạ, 1200 mắt một cây để đánh quả này. Model SOV. Tặng anh em một tặng các bác là một bộ áo luôn. Và tiếp theo đây trong clip này thì có một số sản phẩm em cũng xả cho anh em trong clip này. Đầu tiên là em sẽ quay đến tiến lên nhất đây. Ở đây có cả chiếc vang này. Con vang Collect FX20 Blue nha bác nhá. Là con này thì hơi bị xôi loa một tí. Nói chung về các bác cứ thế chơi, không phải sửa chữa gì cả, nó chỉ hơi xôi một tí thôi. Các bác chủ bác mua của Doãn Hưng Auto này, vẫn để nguyên tem cho anh em nhé. Chạy ok. Chạy ok, chỉ có nó hơi xôi loa thôi, con vang các bác xôi hơi một chút thôi. Là nhưng mà về vẫn dùng bình thường. Nói thẳng luôn, về dùng bình thường không phải xử lý gì đâu. 450.000 bác nhá. Quá rẻ rồi, vang cơ vài trăm ngàn vàng. Tích hợp đầy đủ tính năng luôn, Bluetooth cổng quang, eco đầy đủ. Đẹp như mới luôn, mỗi tội cùng hộp thôi. Và trong clip này thì em có Hiếu Minh còn sót một con trong kho, đó con vang. Nhưng anh. À quên, xin lỗi các bác là con lén tiếng ạ, mới tinh đập hộp ạ. Em còn sót một chiếc nữa thôi. Một chiếc này bán lấy lộc cho anh em này. Bán cắt lỗ cho các bác nhá, con DB Acoustic máy hiệu 266XL. Lén tiếng là thiết bị là những bác nào hay nghe nhạc thì bác lấy con này, vì là những con này nó là cái con thiết bị cuối cùng trên bộ dàn để xử lý, nó xử lý giải bát, giải trung, giải chép cho tiếng nhạc hay hơn, tí tách hơn, vì tính năng của nó chính là cắt cái giải thấp. Cắt giải thấp là cái giải mà nó hay bị ù xì, giải hay bị cái đuôi ấy, đuôi hay bị đuôi tạc, thì cái con này sẽ cắt được điểm đó. Nó thay như kiểu một con cốt ấy. Và cái điểm cao quá ngưỡng hay bị vỡ tiếng thì con này sẽ cắt cho tiếng nó tròn hơn, nghe, cắt quá ngưỡng và cắt giải thấp và cắt giải cao nhất để cho làm sao cho tiếng gọn và cho tròn hơn. Đấy. Giá 1,1 triệu con nhá. Bình thường em mua giá 1,7 triệu. Đây còn một con mới tinh, em bảo hành 1 năm, giá 1,1 triệu nhá. Mới tinh đập hộp bác nhá. Hàng tồn kho bên mình còn đúng con thôi. Bán lấy lộc cho bác. Ok. Và tiếp theo nữa là bên Hiếu Minh có một con. Ở đây là mẫu lâng tiếng chính hãng của DBAutic, mã hiệu là DAC5S. Con này thì em vừa thâu của khách hàng. Vừa thâu của khách hàng các bạn. Bác chủ bác dùng được được đâu đó được 1-2 tuần. Mua của đơn vị khác. Của đơn vị khác nhưng mà em thâu lại bác nhá. Em thâu lại. Em bán cho anh em. Thì mua con lâng này vẫn bảo hành 2 năm như bình thường cho các bác của anh em, vì con này nó còn rất mới. Đây một chiếc để lấy lộc cho các bác thôi. Giá 1,5 triệu nhá. Bình thường anh em bà mua những con mới tinh thì là giá 2,3 triệu, nhưng con này nó cũng thuộc dạng mới tinh nhưng mà vì là người ta dùng lướt một tí thôi. Em định bán mới nhưng mà có một con lấy lộc cho bác, con này mua của Đức Tuyên đấy nhá. Con này bác chủ mua của Đức Tuyên, vừa mua được có 2 tuần nhưng bên đây không đổi cát thì bên em nhập đổi cát cho. Ok. Bảo hành 2 năm các bác nhá. 1,5 triệu ạ. Tiến vào ra nào. Và tiếp đây nữa là chiếc quản lý nguồn. Em xả trong clip này, báo cáo các bác là mẫu quản lý nguồn là một thiết bị không thể thiếu được những bộ dàn gia đình, sự kiện, phòng hát. Thì đây mẫu quản lý nguồn mà rất là đa năng, và cái điều quan trọng giá nó rất là êm cho các bác chơi và dùng. Đó mẫu quản lý nguồn Lex Acoustic P12 ạ. Giá 1 triệu đồng em mình bao ship nhá. Riêng con mẫu quản lý nguồn này em bao ship ạ. P12 Pro. Đấy, có đầy đủ tính năng này, automat này, bypass này, ở đây tắt bật từng cổng này. Và hai cổng điện phía đằng trước là điện trực tiếp các nhá. Đây màn hình LED này, điện tử này. Đấy. Giá 1 triệu đồng em mình bao ship nhá, dây nguồn liền ạ. Các bác mua bộ dàn, các bác lưu ý là bắt buộc phải có quản lý nguồn, vì quản lý nguồn ý, cái tính năng của nó thứ nhất bảo vệ cho nó đỡ bị chống sét đánh, chống chập cháy, và cái thứ hai nữa là các cái cổng nó thiết kế le trễ thì các bác bật lên thì nó đỡ bị sốc tín hiệu, nó tạo ra tiếng lổ, tiếng bụp ở loa, nó hại thiết bị dàn. Đấy. Nên là riêng mẫu cái gì em khuyên các bác đầu tư, riêng quản lý nguồn là các bác nên đầu tư, với tất cả các bác đã chơi âm thanh phải đầu tư quản lý nguồn. Nó sẽ hơn hẳn so với cái ổ cắm bình thường đấy các bạn. Vì là nó thiết kế mỗi cổng nó một cái le trễ, thiết kế có automat để bảo vệ cho trường hợp sét đánh và chập cháy nữa. Đấy, rất an toàn luôn. Đây mẫu quản lý nguồn mới tinh nhau nhá, em xả cho anh em trong clip này ạ. 1 triệu đồng các bác nhá. Và tiếp theo nữa
Dạ em Vinh xả cho anh em một con quản lý nguồn chính hãng của Adni. Hàng mới tinh được hộp anh nhá, xả lấy tương tác cho các bác này. Con này núi, con Adli P12 Pro giá 1.250.000 đồng. 1.250.000 đồng thôi nhá. Con này thì có rất nhiều tính năng này. Đây em quay sơ lược cho anh em nhá. Nhất mặt một trắng này, automat này, phím mềm đằng trước này, màn hình LED lớn này, 10 cổng này. Và cái đặc điểm nữa là nó có dây một phụ các bác ạ. Những nhà bác nào đi sự kiện nhá, tiến giữ cho anh với đây. Và đi sự kiện thì phải cắm cái dây nguồn phụ này này để làm gì ạ? Cái dây dài được 1,5 m. Các bác tắt vật, các bác khóa tủ lại, đỡ trẻ nhỏ, đỡ khách hàng hay ai ra đó thò vào cái tủ máy mình bị sai lệch gì đó thì bác phải tắt bật đây. Ở ngoài dòng cái dây ra an toàn nhất, khóa khóa tủ lại. Đấy, nhất là phòng hát là bắt buộc là phải có cái dây nguồn phụ này. Phòng hát này, gia đình mà sử dụng tủ máy này, rồi là sự kiện này chắc chắn phải có dây nguồn phụ này rồi thì các bác đỡ khỏi đấu lối vào đây nó đi kèm theo một bộ dây nguồn phụ bằng inox này cực kỳ chất nhá. Cho chính hãng của Adni bảo hành 1 năm ạ. Adni P12 Pro ạ. Giá 1.250.000 các bác nhá. Và tiếp theo nữa thì báo cáo bác thì em Minh xả cho anh em lấy tương tác một con vang mới tinh đập hộp, con vang PSK-X9 Blues. Đây là con vang cao cấp nhất ở phân khúc vang cơ lai số của PS Auto. Thì đây cái mã này hiện tại bên thì mình cũng hết hàng rồi. Em còn 1 hay 2 chiếc thì đây em xả lấy tương tác cho anh em trong clip này thôi, chứ cũng chẳng có nhiều, số lượng còn chỉ có 1 chiếc hay 2 chiếc thôi nhá. Giá 2.100.000 đồng ạ. Các bác nhá. 2.100.000 đồng ạ. PSK-X9 Blues con này thì là tích hợp rất nhiều tính năng. Đó là đây là con vang cơ lai số sử dụng chip và lõi kép là 24 bit nhân đôi. Nghe chạy chip tổng nó là 48 bit. Thọ đường nghe vợ tiếng con này thì vợt nó rất là ok luôn. Tiếng vượt nó ở phân khúc nó tương đương với con vang số. Và cái này là các thông số các nhìn này. Các thông số của nó nhá là các cần EQ của đường nhạc các nhìn này, 2, 4, 6, 7 cần. Đường mic cũng 7 cần nhá, cái cần EQ của nó là có rất nhiều cần tinh chỉnh và rất là chi tiết các bác nhá. Đấy. 2.100.000 đồng. Và tiếp theo nữa là một con vang cũng mới tinh nhưng do vận chuyển các bác ạ. Đây, cong. Bởi còn lắn lại thì nó, tí nữa em sẽ lắn lại nhưng mà lắn lại thì nó vẫn bị hơi cong. Con này mới nhá, nhưng mà lắn lại thì nó sẽ vẫn bị hơi cong, nó hơi bị tạo vết đây. Thì báo luôn ở đây, con này nó bị cong thì em bán xả cho anh em thôi. Cong tai nhá, nó vận chuyển này. Con vang cao nhất ở phân khúc vang cơ lai số của Adni nó mã là KT530. Thì đối với mẫu vang này hiện tại bên nhà hàng đang bán là mức giá là 2.600.000 đồng ạ. Thì có một chiếc cong tai này nhá bác nhá. Thì anh em mua thì em bán hàng mới bảo hành 1 năm nhá. Bán 1.650.000 đồng. Đây có một chiếc cong tai. Cong tai thì đấy các bác mua thì em bớt cho giá rẻ hơn cả mọi người. Chứ sao 1.000.000 đồng. Cái này thì các bác muốn lấy thì em cũng lắn lại cho, nhưng lắn nào sẽ vẫn bị hơi bị vết một tí nhá bác nhá. Nó không thể về phẳng như ban đầu được. Để nói rõ luôn. Hàng mới tinh, đập hộp. Mỗi tôi là vận chuyển bị cong thôi. Đấy, em bán 1.650.000. Ok. Và tiếp theo nữa là một chiếc lưng tiếng chính hãng của PS, hàng mới tinh đập hộp ạ. Thì đối sản phẩm phiên bản màu em chỉ còn phiên bản màu đen. Nhưng đây nẻ được một chiếc màu trắng. Em bán xả lốt cho anh em với mức giá 1.200.000 đồng, hàng mới tinh đập hộp đấy nhá. Con lưng tiếng này tích hợp rất nhiều tính năng ạ. Bluetooth này, cổng quang này, USB đầy đủ cho anh em chơi. Đấy. Cổng quang này sử dụng USB của nó, quên Bluetooth của nó sử dụng Bluetooth 5.0 anh nhá. Bluetooth 5.0 ạ. Bộ lưng tiếng là thiết bị không thể thiếu đâu, những bộ dàn gia đình, những anh em nghe nhạc ấy, thì con lưng tiếng giải quyết rất nhiều vấn đề. Và ở đây là sẽ theo tiếng nhạc bốc hơn, bass trung chép tơi hơn, hay hơn. Và cái đặc điểm nữa báo cáo các bác là đối với dòng này tích hợp cả Bluetooth lẫn cổng quang, nó sẽ cơ động hơn, các bác đấu bằng trước cũng được. Và cái thứ hai nữa, đây là sản phẩm chính hãng mới tinh, chất âm rất là hay luôn các bác nhá. Sả cho anh em 1.200.000, bình thường là bán 1.800.000 rồi, đến 600.000 đồng, còn đúng một chiếc màu trắng thôi bác nhá. Của đây anh bộ mic nhá. Và trong clip này em cũng xả cho anh em một bộ mic ở phân khúc bình dân này. Phân khúc bán cao cấp nhưng bán xả ở mức bình dân để các bác chơi. Đó bộ mic mới tinh đập hộp PSVK7 nhá. Đối dòng này cho chất âm rất hay, sử dụng thứ nhất ở ngoài nó rất là xịn sò, ngay từ bên ngoài các bác để thấy này là cái nước sơn nói là sử dụng sơn Atlot. Sơn Atlot nữa là sơn. Tại sao sơn Atlot em nói ý là gì? Là sơn này sơn để chống bong, chống chóc, chống bạc.
Cái sơn này ấy, trừ nó chỉ trừ khi bác lấy cái đồ xước ấy, cái gì đó sắt hay kỳ vào thì mới tạo vết xước thôi. Bình thường là mình cầm này hay mình thả ở đây này không bao giờ xước được, vì là cái mặt này là thứ nhất là cái lớp sơn này là sơn là chống chóc này và chống bong rồi, xin hay và củ chụp của nó bằng inox nhé bác nhá, chống dỉ luôn. Cái bộ mic này hiện tại trên trường cũng tại đơn vị Miodo thì đang bán với giá 3.200.000 đồng. Thì trong clip này hiện tại cái mẫu này ý, là em chỉ còn vài bộ thì em thường nó các mẫu mà còn vài lẻ vài bộ thì em bán xả cho anh em lấy tương tác trong clip, để hàng mới tinh thôi nhá, giá 2.400.000 đồng thôi nhá, 2.400.000 đồng PS VK7 mới tinh được hộp luôn, bán giá thợ luôn cho các bác anh em chơi, và các bác mua lẻ cũng vậy, giá rất cực kỳ hợp lý. Cái bộ này có thể các bác chơi cả sự kiện được nhá, sự kiện phòng hát được đấy, lưu ý cho em là bộ này sự kiện phòng hát được, lưu ý cho em vậy, sự kiện phòng hát được. Và tiếp theo nữa là bộ mic mới tinh được hộp tiếp. Mở trong mấy hôm nay đang sale rất là lớn đúng bộ này. Đó bộ mic chính hãng Beyer BS970 các nhá. Đây bộ mic chính hãng Beyer BS970 hiện tại thị trường đang bán mức giá là đâu đó là 5.500.000 đến 6 triệu và có lời 6.500.000. Thì em Hiếu Minh xin phép xả cho anh em thấy tương tác trong clip này. Đây bộ mic chính hãng các nhá, mới tinh được hộp bảo hành 1 năm ạ. Là 4 triệu đồng nhá các bác nhá. 4 triệu đồng ạ. Đợt này em nhập về số nhiều nên em xả cho anh em mức giá có thể cực kỳ hợp lý, sập sàn luôn. Bác chơi bộ này thì 5-7 năm nữa mà xuống bãi thì đi bán đi chừng nữa thì hao chả bao nhiêu vì em bán để giá xả rồi. Buyer cháy hộ chưa tôi chơi. Nghĩ mết xuống rồi. Đấy. Đấy. Thấy chưa? Đây là phần cái dây để bác nắp pin này, xong bác kéo dây lên là bật pin ra này, nó xịt từ ngay cái tay cầm, tôi cầm con này rất là đầm luôn, cái đuôi là dòng đuôi chuột nhá, những dòng này anh em đi sự kiện thì tuyệt vời luôn, tuyệt vời tuyệt cú mèo luôn. Beyer Vision VZ chụp chống gì nhá, tay thì chống chống bong chống chóc vì cái lớp sơn alốt luôn, rất bóng, giá 4 triệu đồng với những hàng mới tinh được hộp luôn ạ. Đây anh nhìn này, đuôi nó vàng chống lăn này, chống chân trên chống chân dưới này, adapter này, 6 ly này, 6 ly chất là chân bằng đồng luôn nhá, rất xịn sò. Nếu bác nào đã nhận được bộ mic này cho em comment nhá, con mic này rất là hay luôn, tiếng rất là hay, bay nhẹ phiêu lắm các bạn, 4 triệu đồng không nhá, bộ mic chính hãng luôn, rẻ rất là êm, giá cực êm cho anh em chơi. Ok, và cuối cùng là em xả cho anh em con vang này, hiện tại bên Hiếu Minh chỉ còn 1-2 con nữa là em xả lốt cho anh em này, hết mã để mấy nữa về lô tiếp thì em quay về giá ban đầu. Thì đây là con vang tích hợp rất nhiều tính năng, con PSSV88 ạ. Con này thì có lưu ý này, có điều khiển nhá, xịn sò chưa, và để điều khiển cả bluetooth luôn này, bài chất chưa, nhà điều khiển tắt bật bluetooth đấy, thấy chưa, chuyển đổi sang bluetooth luôn, được chưa, aux này đấy, nghe con này thì có rất nhiều tính năng luôn, cái điều khiển nó cũng rất nhiều tính năng luôn, rất là hay luôn. Thì con này thì nó về cơ bản ý là tích hợp cực kỳ nhiều tính năng, bluetooth cổng quang eco thì vừa đầy đủ, nghe trên một phần gốc vang và tích hợp cực kỳ nhiều tính năng, và cái đặc điểm nữa là nó có hệ thống đèn nháy rất đẹp luôn các bạn, đèn nháy của tất cả cổng, từ cổng nhạc này, cổng súp này, nói chung là cái đèn nháy của tất cả cần EQ từ các giải tần này, giải tần của nhạc mic đều có hết, súp hết, có hết luôn nhá, đấy tích hợp trong con vang này. Và hiện tại mẫu vang này bình thường Hiếu Minh đang bán với giá là 2.200.000 đến 2.300.000 đồng, thì hôm nay em mình còn 1-2 chiếc hàng mới tinh đập hộp này bán xả cho anh em 1.700.000, anh em có nhu cầu những tay nhá, PSV88 đây là một clip, đây là thiết bị cuối cùng trong clip này, anh em có nhu cầu thì những tay liên hệ đơn vị em nhá, và xin thân ái chào tạm biệt tất cả các bác ạ.